Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin hôm nay mình xin cập nhật vài thông tin liên quan đến diễn biến mới của vụ án bà Phương Hằng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã biết thì thời gian gia hạn và tổng thời gian bà Phương Hằng bị tạm giam và bị khởi tố vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, đến hôm nay cũng đã là 6 tháng rồi. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật của bà Phương Hằng đều được cơ quan ban ngành tập trung mọi nguồn lực để điều tra triệt để và sớm đưa vụ án của bà Phương Hằng ra khởi tố trong thời gian sớm nhất. Và gần đây thì trên rất nhiều các cổng thông tin chia sẻ về việc con trai của bà viết đơn xin yêu cầu tại ngoại để cho bà được về trị bệnh. Đó là những thông tin mà chúng ta có thể thấy rằng cái yêu cầu này khó mà được thực thi khi bà Phương Hằng là một bị can được liệt vào trong danh sách là một tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội về các hành vi vi phạm như xúc phạm đến nhân phẩm, hạ nhục uy tín của nhiều cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng còn công kích tấn công đến các cơ quan ban ngành, từ bệnh viện, báo chí, đài truyền hình cho đến các tôn giáo và các cơ quan chính quyền địa phương, kể cả các cán bộ quan chức. Về hành vi vi phạm và sai phạm pháp luật của bà Phương Hằng cho chúng ta thấy rằng mức độ thách thức và coi thường của bà Phương Hằng ở một cái góc điểm là cao trào của vấn đề này. Cho nên việc mà thực thi các cái nhiệm vụ được cho rằng xem xét đơn để bà Phương Hằng được tại ngoại theo yêu cầu của gia đình thì điều này khó có thể mà xảy ra. Chúng ta cũng có thể nhận thấy điều này. Trong đơn thì con trai của bà nói rằng do bà đóng góp cho xã hội rất nhiều, từ việc là làm từ thiện, cống hiến rất nhiều liên quan đến tình hình trong mùa dịch Covid vừa qua và liên quan đến tất cả các cái hoạt động từ thiện liên quan đến xã hội. Nhưng thực ra không chỉ là đem cái việc mà từ thiện đó ra để che giấu các cái hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật của mình. Chúng ta cũng đã thấy rằng pháp luật Việt Nam cũng có quy định rất là rõ ràng. Có công thì được thưởng mà có tội thì phải trị tội. Chứ không thể lấy cái công trạng của mình mà đem ra để che giấu, để khỏa lấp tất cả những hành vi sai phạm pháp luật nghiêm trọng đối với bà Phương Hằng như vậy thì khó mà chấp nhận. Liên quan thì chúng ta cũng đã thấy trong ngày hôm qua hôm nay nhiều bài viết cũng đã cập nhật rất nhiều về các cái diễn biến và tình tiết về việc liệu bà Phương Hằng có được tại ngoại hay không. Và thực hư thì chúng ta đã thấy khẳng định một điều rằng các luật sư cũng đã nhận định là bà Phương Hằng khó có cơ hội được tại ngoại trong vấn đề này. Và liên quan thì chúng ta cũng đã biết về các cái việc làm trên thương trường của bà Phương Hằng có ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của bà hay không trong thời gian hoạt động giữa việc mà bà đã bị khởi tố tạm giam. Thì hôm nay một bài viết trên trang báo Pháp luật Đời sống cũng nêu về các cái khoản nợ mà bà Phương Hằng và gia đình bà Phương Hằng đã thế chấp tại ngân hàng, một con số nợ rất lớn để trả nợ cho các cái khoản vay của bà liên quan đến việc làm ăn. Và liệu trong việc cơ quan chức năng điều tra về hành vi sai phạm của bà Phương Hằng còn có thể là mở rộng điều tra về các cái hoạt động về lĩnh vực sai phạm về kinh tế của bà Phương Hằng trong thời gian sắp tới. Bà Phương Hằng có thể là chúng ta có thể dự đoán được bà sẽ vướng vào nhiều các cái tội trạng khác liên quan đến kinh tế, chứ không chỉ riêng về các cái tội là ở điều 331. Và hôm nay thì trên bài viết này có nêu rõ là ngân hàng OCB này có nhận hơn 2.000 lô đất của công ty Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng để thay thế về nghĩa vụ để trả nợ. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng với cái khoản nợ hàng năm đến 6.000 tỷ đồng của bà Phương Hằng và công ty Đại Nam thì chúng ta đã thấy rất rõ về việc vừa qua rất nhiều các cái bài viết cũng chia sẻ về nội dung là ông Dũng lò vôi quyết bán khu du lịch Đại Nam và thu về với khoảng lợi cho thấy là hơn 2.000 tỷ đồng, nhưng thực ra cái khoản đó cũng không để bù đắp vào cái khoản nợ mà các cái doanh nghiệp của ông quân sư này và bà Phương Hằng đã vướng phải. Hôm nay thì trên bài viết này cho rằng ngân hàng OCB đã nhận khoảng hơn 2.000 lô đất của công ty Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ. Thưa quý vị và các bạn, về phía ngân hàng OCB cũng khai nhận là khoảng hơn 2.000 lô đất tại khu dân cư Đại Nam tại Bình Phước và Bình Dương để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ của bà Nguyễn Phương Hằng và một số doanh nghiệp có liên quan.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 là CEO của công ty cổ phần Đại Nam, là nhân vật gây sóng gió trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản khủng với kim cương tính bằng ký và sổ đỏ tính bằng căn. Thưa quý vị và các bạn, cơ nghiệp của bà Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Quy Dũng, được gọi là đại gia Dũng Lò Vôi, cũng gắn với công ty cổ phần Đại Nam. Về ngành nghề kinh doanh, cốt lõi của Đại Nam Group là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch. Do đó, bất động sản mà bà Phương Hằng sở hữu là cũng siêu khủng. Đầu tiên phải kể đến là khu du lịch Đại Nam. Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến có diện tích khoảng 450 ha với kinh phí xây dựng lên đến hàng 6.000 tỷ đồng. Bên trong khu du lịch là nhiều công trình danh lam thắng cảnh, hàng trăm trò chơi thú vị, trường đua Đại Nam. Ước tính nguồn thu đầu tư cho dự án này khoảng là 100 triệu đô la. Ngoài ra thì Đại Nam còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án như khu đô thị du lịch dịch vụ thương mại Sóng Thần, khu dân cư Đại Nam Bình Phước, khu dân cư Tân An 2, khu dân cư Đại Nam Bình Dương. Trong đó có dự án khu dân cư nhà ở Đại Nam Bình Dương tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một và là vị trí đất địa số 1 tại tỉnh Bình Dương, riêng dự án với quy mô lên đến 105 ha. Còn dự án khu dân cư Đại Nam Bình Phước ở tỉnh Bình Phước thì có tổng diện tích khoảng 96,7 ha với 2.459 lô nhà phố liền kề và biệt thự cùng với khu nhà ở xã hội. Đây là dự án do công ty thương nghiệp Hữu Hoàng, một thành viên Khai Tân thuộc Đại Nam Group làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại mặt tiền đường quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vào năm 2018 thì dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quyết định số 1094 của quyết định Ủy ban Nhân dân về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với tỷ lệ là 1/500. Theo quyết định 1094, khu dân cư Đại Nam có tổng diện tích 96,7 ha, có quy mô dân số là 12.000 người, bao gồm là 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường trung và tiểu học, 1 trung tâm thương mại, diện tích còn lại là các hạng mục đường giao thông, công viên cây xanh và công trình công cộng. Đáng chú ý là bà Hằng và một số doanh nghiệp liên quan đã dùng hơn 2.000 lô đất tại hai siêu dự án này để thế chấp tại ngân hàng OCB. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các cái dự án liên quan đến về hoạt động kinh doanh của bà Phương Hằng hiện tại đang thế chấp tại ngân hàng OCB. Theo văn bản số 87 năm 2022 của Ban chấp hành Hội đồng Quản trị của ngân hàng Phương Đông, OCB báo cáo thì tình hình quản trị của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022, nhà băng này đã ban hành 2 nghị quyết về việc nhận tài sản đảm bảo là lô đất tại dự án khu dân cư Đại Nam Bình Phước và khu dân cư Đại Nam Bình Dương để thay thế về nghĩa vụ trả nợ của bà Nguyễn Phương Hằng và một số doanh nghiệp. Thưa quý vị, như vậy thì đến hôm nay ngân hàng này đã công bố con số nợ và các cái khoản nợ mà bà Phương Hằng phải lấy đất ra để thế chấp, đó là 2.000 lô đất. Thưa quý vị, cụ thể là theo nghị quyết số 36 năm 22 của nghị quyết liên đoàn quốc của Hội đồng Quản trị về việc nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để thay thế về nghĩa vụ trả nợ của khách hàng công ty thương nghiệp Hữu Hạn Hoàng Gia Tân Định và công ty thương nghiệp Hữu Hạn TV và xây dựng Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng tại Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương nêu là tại tờ trình số 281 năm 2022 vào ngày 29 tháng 4 năm 22 của Tổng Giám đốc. Nghị quyết số 37 năm 22 của OCB có nội dung liên quan đến việc nhận tài sản đảm bảo là 1.104 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam,
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để thay thế về nghĩa vụ trả nợ của khách hàng là công ty Đại Nam, công ty thương nghiệp hữu hạn Hoàng Gia Tân Định, công ty cổ phần Glover Đại Nam, công ty cổ phần Glover Hằng Hữu, công ty thương nghiệp TV và xây dựng Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng tại ốc CB Bình Dương nêu tại tờ trình số 282 vào ngày 29 tháng 4 năm 22 của Tổng Giám đốc. Đó là tất cả những thông tin về số nợ và số đất đai mà công ty cổ phần Đại Nam và các cái công ty liên quan này đem thế chấp cho ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, đây là những doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có công ty Glover Đại Nam được thành lập vào năm 2020 ở thời điểm dịch Covid bùng phát, là doanh nghiệp chuyên cung cấp găng tay y tế Nitiver với số vốn đầu tư cho dự án này lên đến 1 tỷ đô la. Thưa quý vị và các bạn, tất cả những chi tiết, những diễn biến liên quan đến công ty Glover Đại Nam của bà Phương Hằng hôm nay cũng đã được các mặt báo tuyên bố rộng rãi và nêu những chi tiết về liên quan đến tình hình hoạt động kinh tế và những cái khoản vay vốn của ngân hàng. Thưa quý vị, nhà máy của ông bà chủ Đại Nam có tên gọi là Glover Đại Nam thuộc hai công ty là công ty cổ phần Glover Đại Nam và công ty cổ phần Glover Hằng Hữu, được xây dựng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 thuộc trung tâm của tỉnh Bình Dương. Theo thông tin trên thì website của Glover Đại Nam, nhà máy có công suất đạt khoảng 36,8 triệu thùng mỗi ngày, mỗi năm. 36,8 triệu thùng mỗi năm, trong đó chủ lực là găng tay Nitriler được làm từ cao su tổng hợp Arylosiler và Platiner. Theo ông Dũng chia sẻ thì nhà máy này được xây dựng với quy mô trước mắt là khoảng 30 dây chuyền sản xuất. Hoàng Gia Tân Định thuộc trụ sở tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông bà chủ Đại Nam. Hiện người này đại diện pháp luật cho công ty là ông Huỳnh Quy Dũng. Còn công ty thương nghiệp hữu hạn TV xây dựng Đại Nam được thành lập vào tháng 4 năm 2010, có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở. Cập nhật đến ngày 1 tháng 6 năm 20 thì công ty có vốn điều lệ khoảng 45 tỷ đồng, trong đó ông Huỳnh Quy Dũng là sở hữu 99,994% vốn. Trở lại với khoản nợ của công ty Đại Nam, trước đó thì tại đại hội cổ đông thương hiệu vào sáng ngày 23 tháng 4, Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng cũng có thông tin tổng số dư nợ mà nhà băng này cho Đại Nam vay là lên đến 1.000 tỷ đồng. Nhiều người cứ nghĩ là Đại Nam là một doanh nghiệp địa ốc, nhưng thực chất họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm dịch vụ khu công nghiệp, sản xuất găng tay, ông Tùng chia sẻ như vậy. Cũng theo Tổng Giám đốc OCB, ngân hàng không cho vay liên quan đến khu giải trí Đại Nam và cấp vốn cho nhà máy sản xuất găng tay sản xuất tại Mỹ. Nhà máy găng tay xuất sang Mỹ. Được biết, ngay sau sự việc của bà Phương Hằng vào ngày 22 tháng 4 thì phía Đại Nam cũng có hoàn trả là 450 tỷ đồng cho OCB. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rằng trong tờ báo pháp luật này cũng đã tiết lộ về tất cả các cái khoản nợ và công ty Đại Nam do ông Huỳnh Quy Dũng và bà Phương Hằng đứng làm chủ này cũng đã thế chấp một số lượng lớn là 2.000 lô đất để thế chấp cho việc là trả nợ, thay thế trả nợ cho ngân hàng OCB này. Đây chỉ mới là riêng về ngân hàng OCB, còn chúng ta cũng đã biết là chắc chắn doanh nghiệp, bất kỳ doanh nghiệp nào trên thương trường làm ăn cũng đều vướng vào các cái khoản nợ vay để tập trung các cái vốn cho các dự án ở nhiều các cái ngân hàng, chứ không phải riêng gì ngân hàng OCB. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng riêng về cái con số nợ mà công ty cổ phần Đại Nam này đang thế chấp để thay thế cho các khoản nợ của mình là 2.000 lô đất, còn tính ra cái giá trị tổng mức giá trị về tài sản thì chúng ta chưa thấy được cái con số rõ.
Và hiện tại thì theo thông tin từ các nguồn tin từ mạng xã hội thì chúng ta thấy rằng Đại Nam đang vướng vào một cái con số nợ khủng là lên đến 6-7 ngàn tỷ đồng. Thực hư vụ việc này thì chúng ta cũng đã thấy trong suốt thời gian qua, Đại Nam liên tục làm ăn thua lỗ, một ngày âm khoảng là nửa tỷ đồng. Từ năm 2019 đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái con số này theo cấp số nhân mà nhân lên thì cái khoản nợ như vậy thì chúng ta cũng có thể tính rõ được. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đến bây giờ cũng thấy rõ được qua việc bà Phương Hằng ngồi các cái hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm công kích đến nhiều người. Mục đích của bà ta là làm gì? Đó là điều mà chúng ta dễ thấy nhất, là muốn thể hiện cái thanh thế, vị thế của mình trong xã hội này, nhằm để tạo cái thanh danh để hoạt động và phát triển thêm các cái ngành nghề của bà trong công cuộc đầu tư làm ăn. Nhưng thực ra bà đã đi quá giới hạn của pháp luật, bà đã vi phạm pháp luật, cho nên bà đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Và thời gian gia hạn và tạm giam của bà đến hôm nay cũng đã là 6 tháng và hơn 6 tháng. Chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đưa ra khởi tố bà trong thời gian sắp tới khi hoàn thiện tất cả các cái thủ tục về pháp lý. Thưa quý vị, còn việc gần đây con trai bà xin yêu cầu được tại ngoại cho bà về chữa bệnh, đó là lý do. Nhưng việc cơ quan chức năng có xem xét, có chấp nhận cái đơn yêu cầu này không, đó là quyết định và quyền của cơ quan chức năng. Nhưng theo suy nghĩ thì chúng ta có thể nhận thấy một điều rằng bà Hằng khó có cơ hội mà để được tại ngoại theo ý nguyện của mình. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết là về hành vi sai phạm của bà Phương Hằng đối với một tội phạm rất là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thì cái việc mà yêu cầu được tại ngoại này có thể đây là một chiêu trò, chứ không phải là những cái diễn biến thực tế như con bà nói là bà bệnh rất nặng. Nhưng thực ra có thể đó là một chiêu trò nhằm để che giấu tất cả các cái hành vi sai phạm của mình ở trong các cái khoản và cái tội trạng khác mà cơ quan đang tiếp tục tiến hành mở rộng để điều tra ngoài cái điều 331 này. Thưa quý vị và các bạn, đến đây mình xin kết thúc đoạn video này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi và xem video của mình. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.